chào ngày mới tất cả các bạn. Thì nay thì mình cũng về quê, thì sẵn thì cũng trùng cái dịp thì gia đình mình thì cũng mướn một cái chiếc xe cuốc. Thì con này thì con F2 nhưng mà đời nó thì đời 92, nó không có cái cửa lùa. Thì một chút nữa thì nó có cái con xà lan người ta chở đất lại đó, để con xe này bò lên bờ, rồi mình giống như mình san lấp mặt bằng vậy đó, rồi mình lấy cái đất mà đất ruộng ở trên đó, người ta bán đất cho mình đó, rồi mình mới san lấp lại mấy chỗ ở phía trước và ở bên hông nhà mình nè, để mình trồng cây mai. Thì tại vì mình thấy cái cây mai nó có cái giá trị kinh tế nó cũng hơi cao cao vậy đó, nên mình bỏ đất về mình thấy nó phí quá. Để mình để chút mình tỉnh thì mình chia sẻ nhiều hơn. Thì sẵn đây thì con xe này mới tới đây hồi chiều hôm qua. Con này thì chạy cái dòng máy Mitsubishi 4D31. Bô này thì ba chân. Cái máy này thì cũng khá là đẹp á. Này nhớt chả đường nào ra quá tay anh. Nhớt cái răng nào quá tay. Xị đâu vậy? Thoát đầu à? Đây cái khóa đầu đây, chạy gì thì hao nhấc máy. Anh tài xế về xe này ở quê hương mình, ở trong đồng 4. Mấy bạn nào ở Long An thì biết rành. Đây cái máy Mitsubishi 4D31 thì nó có hai lực nhất, còn máy mình là chỉ có một lực nhất dưới thôi. Cái lực dầu này khác lực dầu mình này. Này nước hao nè, phải không? Nó hao được nào vậy? Nóng cái nó ấy ra. Đi được mấy năm rồi? Theo được mấy năm rồi? Bao tháng hả? Đủ chạy. Cứ ngày chăm vậy hả? Nhỏ hao nhiều, hao nhiều quá thì mình chăm mấy à. Mình làm biến mình phải chăm. Khỏi chăm hả? À. Thì con xe này sử dụng cái ga tay rồi. Thì giống như xe mình chứ. Như mình xe mình chạy ga điện thì nó xe máy thì chạy nó khỏe hơn, thì chạy ga tay thì máy mình thấy nó cũng hơi nặng, nó giờ khi mình vô tải nặng nó vẫn ra khói. Nếu mình vô ga điện thì mình nó nhẹ máy hơn, chứ xe thì xài thì thời gian nó phải có sự hao mòn trong đó chứ, đâu có xe nào chạy hoài không hư đâu. Phải chổi né cái đường đi rồi nè, né đường đi chỗ này nó đúng rồi đó. Ừ, chỗ này xe lên.
Thì đất này cách đây khoảng 10 ngày trước thì có cái chiếc mà xe cuốc giống vậy nè, thì có cái mỏ gạo mỏ dịch đó, thì gia đình mình cũng nhờ người ta thải lên mới thải gạo tới 22 ngàn một gạo á, thải này tới một gạo dưới sông thải lên á, thì giá dầu lên á nên người ta ăn tới 22 ngàn một gạo. Anh dọn cái đất sình này ra cái chút nữa cho xe cộ người ta lên đi cái đường bên trong ngoài này nè. Đất ở trước bến nhà mình thì nó cũng hơi xốp, mềm lắm. Mình có nói ảnh thải tấm vỉ lên cho chắc anh ơi, tại mình đứng mình múc nữa mà. Cây này bứng không em? Ơi, hai cây này bứng ra bên luôn đây cho dễ làm. Hàng cao phía ngoài này chắc phải bỏ hết rồi, chắc ngoài này sau này phải đổ đất lên cao như thế này nè, rồi cái đổ mô cái trồng mai. Đây là thì diện tích vòng vòng đây cũng hẹp chứ không có rộng. Như đổ đất là từ ngoài sông mà kia đó, đổ dài vô tới ở trong đây. Trong đây thì diện tích còn khoảng cỡ công ngoài đất vậy. Thì ở đây cũng có mấy cây mai, thời điểm trước thì trồng ở hẹp quá đi, thì em mình mới mướn người ta
bứng ra hết rồi. Mai này nằm dạng gốc khoảng cỡ 15 năm trở lên không đó, nhưng mà do nó hẹp quá, hẹp quá cái nó bị giống như bị đẹt mớ cây này, nó già cây nhưng mà nó nhỏ, thân nhỏ. Còn cây này thì nó tới mười mấy năm lần đó, tại gia đình mình ở đây mình biết rành mà. Thì vị trí của cây mai này thì nó nằm ở chỗ này nè, nên nó hẹp quá nên thiếu đất ăn, nên giờ phải bứng ra, bứng ra dời ra ngoài kia cho nó trống trải, cái mình đổ đất lên đó, đặng cho nó có đất á, cái cây mai nó mới phát triển được. Phía trước này thì cũng trồng cũng nhiều mai lắm, nhưng mà nó bị đẹt hết rồi. Em mình cũng bứng hết mớ để trên bờ hết. Cái đường mình mấy ảnh làm đây nó cũng hơi hẹp, nên đôi lúc anh làm cũng hơi chậm, là do mình phải phối hợp động tác á, mình ngưng lại dây điện à, phía trên dây điện rồi hai bên cây không à, nên anh làm cũng hơi chậm chút xíu, do cái mình nãy mình cũng chia sẻ là do phối hợp động tác á, chứ ra đường trống thì mấy cái con subi này lẹ dữ lắm, lẹ. Sẵn đây lại mình coi cái số khung này lại một cái. Đây, 265F2. Nay thì đổ tới 4 ghe rồi. Thì tới 2 con xe cộ lên. Con mấy cồ này sử dụng động cơ gì mà thấy mạnh quá trời mạnh ta. Con mấy cồ này mình thấy mạnh hơn cái con đằng kia. Ở bên Trà Vinh thì mình cũng có quen mấy anh bạn, thì mình cũng đổ đất lâu lâu, thỉnh thoảng mình cũng có làm đổ đất á, thì chạy mấy cày không. Cái thùng của mấy ảnh thì thùng này thì mấy ảnh nói 2,5 khối, thì chắc thùng bên kia chắc không chặn 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 này cũng quá. Cái xe máy cày của anh bên Trà Vinh thì mình bỏ xe mình gào á, thì mình bỏ khoảng chừng 2,5 gào là chạy muốn hết nổi rồi đó. Để chút mình coi mấy ảnh bỏ xe này thử coi mấy gào.
máy Toyota quá trời mới thôi. Máy này máy Nhật á. Sáng ngày bơm mở rồi mới khởi động ha. Bị tư răng cái gì rồi? Hư rồi hả? Kênh này thì cũng lâu có ghe vô quá nên cũng hơi cạn. Cạn lâu không vô được. À, nước cũng còn lớn không sao. Nước còn lớn sao nhưng cái nước lớn sao không có sao. Nước còn lớn mà. Tới đây ráng phấn đấu ủi vô làm sao giờ? Ê, anh ấy giờ mình xuống xe này đẳng kéo gì đây ha anh ấy? Dạ. Tại mấy cái đoạn từ chỗ đây nè, chỗ đây thì gia đình mình có múc đất sâu hết rồi. Nhưng mà cái đoạn dưới đó thì người ta không có múc á, nên nó còn cạn từ cái chỗ cái mũi phà, mũi cái ga đó. Lại đằng này thì nó cạn, cạn người ta vô không được. Nên giờ mấy anh xuống xe để kéo cái con ghe đó lại đây. Con ghe đó đậu cặp vị trí chỗ này lên. Con xe này thì đi lại đằng kia coi mấy ảnh kéo như thế nào. Mình cũng chưa biết kéo như thế nào nữa. Thì thôi mình mời tất cả các bạn thì xem ảnh xuống xe ăn cái. Bãi này thì nó cũng xuống xe cũng khá là đơn giản rồi. Tại ngoài này thì có cặm cây sẵn hết rồi. Trên này cũng 3-8 dĩ nữa thì xuống nó cũng dễ. Cái kiểu phà này chắc mấy ảnh đóng bãi của anh Long ở ngoài này nè. Kiểu phà này đóng khá là đẹp. Với lại phà mấy ảnh đi nước ngọt không à, nó chỉ trống nước sơn thôi, còn cái độ sét nó cũng chưa có ra nhiều nữa. Cái đường mương dưới sông thế này nè, để cho cái con ghe đó đi vô trước bến gia đình mình để tiến hành chở đất. Thì giống như cái đoạn phía trước mình á, cái đường kinh nó khá là cạn, bây giờ mấy ảnh nó đang xử lý cho nó sâu một chút để cho ghe nó chạy vô. Mà nếu vô không được thì chắc mấy ảnh phải buộc dây á để kéo vô. Thì ngày hôm nay thì mình đổ tới 4 cái xà lan lận. Một ngày thì mấy anh này nói là anh múc nguyên một đoàn thế này nè, thì đổ tới chiều luôn có thể là hoàn thành hết 4 tàu á. Thì giống như là một ngày là chi phí ra là khoảng cỡ 5-60 triệu á các bạn. Có
còn chở xe cộ vô nữa. Rồi không biết mấy anh này vô ban là có tính chi phí không mình không biết nữa. Thì mình làm nghề với nhau mà, mình với mấy anh này làm xe cuốc chung mà, để mà anh làm sao thì mình gửi như vậy. Cái tốc độ con xe này hiện tại giờ đi cái ga này là ga làm việc nè, đi vô đường hẹp á thì mấy anh tài xế thì người ta sử dụng ga nhỏ thôi, tại vì ra đây dưới vô đó mình sử dụng ga lớn mà làm đâu có kịp. Thì ra ngoài này cái ảnh làm cái ga lớn thấy xe này lẹ lanh quá, dòng Sumi này cũng dễ xe xài quá dễ. Kéo ve sao anh? Nó đẩy cho nó ve lại. À. Đẩy ve mút sâu luôn đó đặng ha. Thì sâu rồi. Một ghe đó thì mình nghe mấy anh ở đây nói thì nằm dạng khoảng 75 đến 80 khối. Chỗ nó còn hơi cạn hay gì ta? Chỗ còn hơi cạn quá vậy? Anh ơi! Ráng ráng vô coi, nổi không? Còn khoảng chừng 7-8 mét nữa tới rồi. Hình như còn cạn ở chỗ mũi gì nè. Tại cái đường mà vô trước bến mình thì nó cũng hơi cạn, nên mấy ảnh làm thì cũng hơi hao cái công một chút thôi. Chứ theo mà nằm ở ngoài sông mà to to thì người ta ghé nãy sáng giờ múc chắc là xong cả hai ghe rồi.
mấy anh dọn cái thế để cho mấy anh xe cộ chạy cho nó dễ. Đất này thì người ta bán tới mấy loại đất lận, thì mình mua cái lớp đất mặt, đất ruộng ở trên đó, mà sao đây có rễ cây nữa, không biết đất là đất gì nữa. Mà thôi đi, chuyện làm ăn mà giờ mình nói như vậy, nhưng mà người ta giao gì giao chứ biết sao giờ. Chứ mình mua cái đất hoàng ở dưới mình trồng mấy cây mai là chết hết, mình mua cái đất mặt ở trên thôi. Nãy mình cũng để ý cái xe cộ này thì cái diện tích nó thua, chở thua cái chiếc máy cày. Máy cày mình lúc đó mình bỏ tới khoảng 2,5 cặp. Cái này nãy giờ mấy ảnh bỏ chỉ có 2 cặp. 2 cặp thấy chạy muốn xịt khối rồi. Thì, nhưng mà người ta chở người ta lãnh hết toàn bộ mà. Thì ở đây mình chia sẻ về cái nghề thôi. Mình thì cũng bên xe cuốc mình cũng rành mà. Tính ra mấy ảnh chở, ảnh nói một ngày mà ảnh làm được 4 ghe về, tính ra cái tiền cũng dữ chứ. Tại vì một ghe thì 14 triệu, thì 4 ghe thì mình nhân lên thì mình ra cái nguồn thu cũng nhiều ha. Nhưng mà ảnh cũng phân phát lại nhiều cái phần, giống như người thì một phần, xe cộ thì một phần, rồi tàu dưới cũng một phần, rồi xe cuốc một phần nữa, cũng nhiều cái bộ phận. Đất mình ở đây thì nó bị phèn dữ lắm. Thì giống như hiện tại giờ cái độ cao của cái bờ mình như vậy đi, thì mình trồng phèn nhiều quá, mình trồng cái mai nó không có được tốt á. Thì cái này thì phải kê lên khoảng cỡ 3 tấc nữa. Thì như vậy là cái chút mấy anh xe cuốc á, anh mới bò ra đây. Thì anh ban ra rồi một chút nữa rồi xe rùa này nè, thì nó sẽ chạy lên đây, nó đổ mô lên nữa.